Tập 13. Đây là phim kéo sao? Cao cấp hơn thứ đó nhiều. Cái này là đồ mới nhất của Pháp. Cái đó là gì vậy? Thứ này gọi là xe lửa. Đó cũng là đồ của người Tây, vô cùng cao cấp, người có thể ngồi được. Sao nó có thể chạy trên đó chứ? Cái này chính là kịch đèn chiếu. Thần kỳ không? Đây chính là kịch đèn chiếu sao? Không sao, nó chỉ là giả thôi. Biết rồi, đi đi. Điền gia, người của thần cơ doanh lại tới rồi. Đến thì đến, mà kệ chúng. Sao lại dán ở đây chứ? Đại nhân, như vậy không thỏa. Cô dán ở cửa như vậy, sao chúng tôi kinh doanh được đây chứ? Ngày nào chưa bắt được người thì lệnh truy bắt không được phép gỡ xuống. Nhớ kỹ lại, có quen không? Người này hình như tôi đã từng gặp qua vào ngày xảy ra vụ án sao? Có lẽ vậy. Nhưng tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nếu đây là khách quen, tôi nhất định nhớ. Chuyện gì vậy? Hay là đại nhân, tôi dẫn cô đi hỏi những cô nương khác. Mời đại nhân vào trong. Các cô nương mau qua đây. Các cô nương mau xuống đây. Mau xuống đây. Cô ngồi đi. Các cô nương, nhìn kỹ cho tôi. Nhìn xem, có quen với người trong bức họa không? Phương Nhi, Phương Nhi, cô mau xem. Nhìn xem có quen người này hay không. Nhìn cho kỹ. Đây là nơi vui vẻ. Phá đám sao? Nhớ ra gì sao? Không có gì. Quen hắn không? Hình như từng gặp ở đây. Nhớ lại cho kỹ đó. Ở đó. Gặp ở hành lang trước cửa phòng ta. Phải rồi, phải rồi. Tôi nhớ rồi, quả thật có chuyện đó. Hôm đó tiểu tử này lượng đợi ở hành lang. Ngươi nhìn kỹ chưa? Chắc chắn là người này. Là thế này. Người này tôi có gặp vài lần. Hơn nữa mỗi lần đều là gặp ở lúc nửa đêm tôi đang về nhà. Tôi vẫn luôn thắc mắc, sao người này luôn ra ngoài vào ban đêm. Vừa rồi nghe ngài nói có thể hắn là trộm, tôi liền nhớ lại. Nhà người này ở đường nào? Đường Tiểu Xuân Thụ. Đường Tiểu Xuân Thụ. Không sai. Dạ, chúng ta có phải đi xem. Có phải cậu vẽ thành người khác rồi không? Nếu anh biết vẽ thì vẽ đi. Được được. Cậu vẽ rất giống. Chị Ngữ Sơ biết chưa? Cô ấy vẫn đang điều tra ở Thượng Lâm Tiên Quán. Chắc là vẫn chưa biết. Cô ở đây làm gì vậy? Bắt hung thủ. Tôi thấy cô đi theo Phương Nhi đến đây. Phương Nhi có điều giấu giếm chúng ta. Tôi nghi ngờ giữa cô ấy và hung thủ có quan hệ. Dựa vào gì mà cô nghi ngờ? Lúc tôi lấy bức họa đến hỏi, cô ấy đã nói dối tôi. Sao anh ở đây? Tôi có người từng nhìn thấy hung thủ xuất hiện ở đây. Vậy thì khớp rồi.
Có lẽ Phương Nhi đem hung thủ giấu ở đây. Không không, không phải, cô dặm rồi. Anh cút đi. Phương Nhi có nhà ở đây, là tôi tặng cô ấy. Nếu cô không tin, tôi dẫn cô vào lục soát. Đi. Phương Nhi. Dạ. Sao lại đến đây? Tôi bên trong còn có ai? Làm gì đây? Không có gì. Chúng tôi phải vào nhà xem. Tôi nói, ở Lạc Gia, căn nhà này là nhà anh tặng cho tôi. Cứ để người khác tự nhiên xông vào vậy sao? Không phải, cô ấy tự xông vào. Cô đừng trách tôi, thật là. Trong nhà ngoài cô đều lục soát hết rồi. Cô tìm thấy người chưa? Phương Nhi, tôi biết quan hệ giữa cô và Sùng Lệ Minh. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Khai ra bây giờ, tôi có thể suy nghĩ để cô không bị liên lụy. Cô có bệnh gì sao? Tôi đã nói tôi không quen người này. Giờ cô cứng miệng. Chờ đến khi bắt được hung thủ, tội của cô là bao che. Vì cô là quan cho nên có thể tùy tiện đổ tội cho bách tính. Cô, tôi nói cô, anh câm miệng. Nữ sơ, tôi nghĩ được cách dẹn cả đôi đường. Cô làm ơn đều thêm vài tầng mổ qua đây, đem chặn hết tất cả ngõ hẻm lại, lục soát từng nhà một, nhất định sẽ tìm được. Tôi đi rồi ai giám sát? Tôi chặn hết tất cả ngõ hẻm, không ai thoát được. Được, các người ở đây chờ đi, không ai được phép rời đi. Được, yên tâm đi Ngữ Sơ. Năm đó cha mẹ đổ bệnh, số tiền nợ đều đổ lên đầu tôi và em trai. Chúng tôi cũng hết cách, chỉ có thể rời bỏ quê hương lên kinh thành. Trên đường đi chịu bao khổ cực. Nếu như không có Tiểu Ca, tôi nghĩ tôi đã sớm chết rồi. Bởi Lạc Gia, thực ra Tiểu Ca sớm đã đem chuyện giết chết Kỳ Bối Lạc kể hết cho tôi. Nó thực sự không cố ý, chẳng qua là vì tức giận. Nó biết Kỳ Bối Lạc ức hiếp tôi, cho nên đi tìm hắn lý luận. Kỳ Bối Lạc uống rượu nên nổi điên, vậy bổ lên đòi giết nó. Trong lúc khẩn cấp, không biết làm sao mới ra tai nạn như vậy. Anh tha cho Tiểu Ca đi. Phương Nhi nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa cho anh. Tôi biết là bản thân tôi xuất thân hèn kém, nhưng chuyện tôi có thể làm chỉ có nhiều đó. Đời này Phương Nhi sớm đã tiêu tàn, cho nên tôi cũng không có tâm nguyện gì. Trên thế giới này tôi chỉ có một người thân duy nhất, chỉ có một người em trai. Tôi mong là nó có thể bình an sống tiếp. Tội của nó để tôi gánh, được không? Nếu như tôi thật sự muốn bắt em trai cô, lúc này Ngữ Sơ còn ở đây, tôi đã nói với cô ấy nơi đây có hầm ngầm. Anh đồng ý tha cho nó.
Cô quên tôi là ai rồi sao? Phó đồ thống của thần cơ doanh, chính Bạch Kỳ Bối Lạc Gia. Thả người thì có là gì? Bối Lạc Gia, đại ân đại đức của anh, kiếp sau Phượng Nhi sẽ báo đáp. Ra đi. Biết tôi là ai không? Chính Bạch Kỳ Bối Lạc Gia, Ngạc Dĩ Cát Sùng Lợi Minh. Rất tốt. Tôi hỏi anh, vừa rồi sao lại bảo vệ tôi? Tôi hỏi cậu vài câu, nếu như cậu trả lời khiến tôi vừa ý thì cậu sẽ được sống. Tôi quen Phương Nhi lâu như vậy, chưa từng nghe cô ấy nói có em trai ruột. Tại sao không cho cô ấy nhắc về cậu với người ngoài? Chị ấy làm ở đây bẩn thỉu như vậy, tôi không có mặt mũi. Lúc mới đến kinh thành, nếu không phải cô ấy chịu tủi nhục ở nơi bẩn thỉu thì cậu có ngày hôm nay sao? Ai nuôi sống cậu? Bớt chuyện với tôi đi. Anh và Kỳ Bối Lập là cá mè một lứa, chỉ có chị tôi ngốc mới không nhận ra thôi. Tại sao ghét Kỳ Bối Lập? Anh thật sự muốn biết. Đến đây, tôi nói cho anh biết. Thân thủ không tồi, học ở đâu vậy? Anh tưởng tôi và chị tôi sống đến ngày hôm nay đều là nhờ chị ấy chăm lo sao? Đó là nhờ tôi dùng bạn đi đổi lấy lần này hết lần khác. Đáng tiếc, sát khí quá nặng dẫn đến nhiều sơ hở. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Giết cậu, Phương Nhi sẽ thêm thương tâm. Anh nói vậy là ý gì? Tôi có thể thả cậu đi, không truy cứu mọi trách nhiệm của cậu, nhưng chị cậu phải gánh hết mọi tội trạng. Phiền anh chuyển lời với chị tôi. Cứ nói thằng em bướng bỉnh của chị ấy đã gây họa về phương Nam rồi, sẽ không quay về nữa. Chị, hãy coi như em chết rồi đi. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nếu cậu mà đi thì chị cậu sẽ chết. Tôi không đi, tôi sẽ chết. Chị, em xin lỗi. Phương Nhi, nó không xứng làm em trai của cô. Đ-
Anh ý gì vậy? Chẳng phải anh nói thả tôi đi sao? Cậu hãy nhớ, nếu sau này cậu muốn làm gì có lỗi với chị của cậu, thì hãy tìm lại một cái gương soi lại vết thẹo trên mặt mình. Thế nào rồi? Bảo họ chờ ở ngoài này. Em theo anh vào trước. Tất cả canh ở đây. Rõ. Đầu đuôi mọi chuyện là như vậy. Chỉ có thể nói là kỳ bối lạc đáng kiếp, gặp phải một kẻ tàn độc nhẫn tâm như vậy. Nói nãy giờ, rốt cuộc anh có ý gì? Anh muốn thả họ đi. Anh nói cái gì? Em đã phong tỏa cả con hẻm rồi, anh cũng không chắc chắn có thể đưa họ ra, nên mong em hãy giúp đỡ. Sùng Lợi Minh, lúc này anh đừng có đùa nữa. Lẽ nào nhìn anh giống như đang đùa sao? Thả hung thủ đi. Anh định ăn nói với hội Quế Trăng thế nào? Anh là phiên chủ, còn cần ăn nói sao? Anh làm vậy là phản bội Diệm Thế Phiên. Kẻ phản bội có kết cục gì anh phải biết rất rõ. Anh sao anh lại phản bội Diệm Thế Phiên? Vụ án này em không nói, anh không nói, anh thực sự hết cách với em rồi. Để nào Kỳ Bối Lạc không đáng chết sao? Chúng ta đều không có quyền quyết định mạng sống của người khác. Hắn cũng không có cái quyền đó. Kẻ giết người buộc phải phục pháp. Không phải em không thèm nói lý lẽ chút nào sao? Em đang nói chuyện quốc pháp với anh, đạo lý gì ở đây? Bỏ ra. Bằng không anh chính là tội phạm thông đồng. Em bắt cả anh luôn. Em cứ phải làm căng với anh sao? Sùng Lợi Minh, đừng khiến em phải khinh anh. Khinh anh? Em có biết Phương Nhi những năm qua dựng theo người em, cô ấy sống thảm thế nào không? Những sự lăng nhục cô ấy phải chịu em cũng thấy rồi. Tiểu ca trả thù cho chị lẽ nào là sai? Diễn ra ngày xem cho qua. Đi đi, cô xuống xe. Cô qua đây. Ra khỏi thành làm gì? Về nhà. Trong tay nãy có gì? Toàn là quần áo và chăn gối thôi. Làm gì vậy? Tham lĩnh đại nhân, giờ mới đang lúc nào mà đội ngũ xếp hành đã xếp hàng như vậy? Cấp trên bảo chúng tôi kiểm tra kỹ, chúng tôi thực sự không có cách nào. Lời truy nã đã gửi xuống lâu rồi, tướng mạo chiều cao dáng dốc đều ở trên đó, không biết sàng lọc trọng điểm sao? Dạ dạ dạ. Các người nhanh nhẹn lên hết cho tôi. Kiểm tra xe tiếp theo. Xe này để tôi. Dạ. Cho qua. Cho qua. Cảm ơn. Nào qua đây. Cho qua. Đi đi. Anh. Được rồi, đi đi. Sùng Lợi Minh, có lẽ là anh đúng, nhưng em tha cho bọn họ không phải vì anh, mà là vì cũng là phụ nữ. Em hiểu được nỗi khổ của Phương Nhi. Lần này tha cho Phương Nhi đi, cũng không biết có thể gặp lại nữa không. Anh không đi tiễn một chút sao? Bọn anh hoàn toàn trong sạch, chỉ là bạn bè. Câu này của bản thân anh có tin không? Sao em cứ không hiểu chứ? Hiểu cái gì? Trong lòng anh chỉ có em. Cúc. Lưỡi sơ.
Cảm ơn em. Chị. Chị, chúng ta ra khỏi thành rồi sao? Ra khỏi thành rồi. Chúng ta an toàn rồi. Là Sùng Lệ Minh. Hắn thả chúng ta đi như vậy sao? Không đề xuất yêu cầu gì với chị sao? Gia Bảo, chị hãy chuyển lời cho em một câu. Nói em nhất định phải nhớ câu cuối cùng của anh ấy nói với em. Tiểu Kha, Gia đã nói gì với em vậy? Không có gì đâu chị. Chỉ là bảo em chăm sóc chị thật tốt, quan tâm chị thôi. Tấm ân tình của anh ấy, chúng ta cũng không biết bao giờ mới có thể cơ hội báo đáp cho anh ấy. Chị, chúng ta không nói chuyện này nữa. Em cho chị xem một thứ hay. Nào. Chị, nhìn nè. Em lấy đâu ra nhiều đồ vậy? Cứ mặc kệ đi, chị. Đủ cho chúng ta sống tốt nửa đời sau rồi. Nhưng đây, chị nghe em nói. Từ nay về sau, chị không cần phải bắt mình phải chịu thiệt thòi nữa. Nào, chị. Từ biển hiệu vàng tìm thấy, hung thủ chắc chắn là Tiểu Kha này. Tiểu Kha này chỉ là một tên tiểu tặc thật sao? Mấy người không phát hiện ra điều gì khác sao? Không có dấu hiệu chứng minh hắn có câu kết với loạn đảng. Ở kinh thành cũng không có bạn bè người thân gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, phong tỏa đóng chặt cổng thành. Bọn chúng lọt lưới chỉ là chuyện sớm muộn. Ngày nào tội phạm chưa lọt lưới, kỳ bữa lạc ngày đó chưa được yên nghỉ. Giao cho chúng tôi, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Gần đây Liên Dị Gia là nể tình anh Dịch, bà luôn chiếu cố cho công việc làm ăn của chúng tôi. Liên Dị Gia thì khỏi phải nói, có lý có thể hiện. Bực nhất là Tinh Nhi không biết trời cao đất dày, cứ rảnh là lại suốt ngày bám lấy người ta, không tốt sao? Gia của tôi, Liên Nghị Gia là đường chủ cửa đường khẩu kinh thành Thanh Bang. Chúng tôi làm gì có số tốt vậy? Tôi biết rồi. Ông là muốn tôi đi khuyên cô ấy. Đã đến giờ này rồi. Ý tôi là tìm được nó về rồi nói. Ông biết cô ấy ở đâu không? Có lẽ là ở đường khẩu Thanh Bang. Nơi đó tôi không dám đến. Được rồi, tôi biết rồi. Sao, còn định cản tôi à? Không có ý định đó. Bối Lạc Gia, Bối Lạc Gia, ngài không được lên đó. Bối Lạc Gia, Gia, không có ai ở đây thật. Ngài, Gia, ngài nghe tôi nói. Đường chúng đúng thôi, quả thực không có ở đây. Gia, chỗ này không vào được thật. Gia, là cô. Sao cô lại ở đây? Ở
thành bang chúng tôi từ lúc nào cho phép người khác tùy tiện ra vào? Một lũ vô dụng, còn không lui ra. Cô là người của thanh bang, nếu sớm biết là bố Lạc gia đến, tôi nên nghênh tiếp mới phải. Tại hạ thanh bang Quan Ngữ Khanh, người trong bang để mặt gọi tôi một tiếng thái tử gia. Thái tử gia ra tay cũng độc thực, thực không nhìn ra. Hẹn rồi nhé, lần tới lại đưa tôi đi. Chỉ cần cô muốn. Lão Mã, tôi đưa cháu gái về trong rồi đó. Liên nhị gia, thật làm phiền ngài rồi. Chuyện nhỏ, cháu còn không vào phòng đi. Ông vào phòng đi. Lão Mã nè, hôm nay là tôi đưa cô ấy ra ngoài chơi, về muộn một chút, ông đừng để bụng nhé. Không phải, Liên Dịch gia, ngài đưa Tinh Nhi ra ngoài là nể mặt chúng tôi. Dị gia, nào nào nào, ngài mau ngồi đi. Tôi đi hâm nóng bát canh dê cho ngài sưởi ấm. Mời ngồi. Canh dê thì thôi, tôi đưa người về đây cho ông rồi. Chúng ta hẹn gặp lần sau. Dì gia, để tôi tiện. Không cần. Dì gia, đi thông thả. Anh nhìn đủ chưa? Thật không ngờ, thật không ngờ. Trước đây cô mặc đồ nữ thật là đẹp, bây giờ như vậy lại càng thêm mấy phần anh tuấn. E là cũng không ai ngờ được, đương đương là ngạc nhị các bối Lạc gia lại từng bị người ta dùng xích trói ở mật thất dưới đất. Có thể đừng nhắc chuyện đó nữa không? Đó là tôi bị tiểu nhân ám sát, chẳng phải cô cũng vậy sao? Đương đương là thanh bang thái tử gia, chẳng phải cũng bị nhốt dưới mật thất sao? Rồi đó là sự cố. Anh tính Thanh Long Bang chúng tôi có chỉ giáo gì? Tìm người. Ai? Liên Nhi. Liên Nhi từ khi nào đắc tội với bố Lạc gia? Chuyện này không nói với cô được. Thanh bang thái tử cô chẳng phải mình ở Thượng Hải sao? Đến Bắc Kinh làm gì? Chuyện này cũng không thể nói với anh được. Nếu như không có việc gì khác, mời anh về cho. Tôi thực sự còn có chuyện. Chuyện gì? Liên Nhị bắt cóc cháu gái của bạn tôi, tôi đến đòi người. Chuyện này khó rồi. Liên Nhị hiện giờ không có ở trong bang. Đi đâu rồi? Không rõ. Cháu còn muốn khiến ta mất mặt đến mức nào nữa? Cháu làm sao chứ? Cháu nhìn xem cháu ăn mặc như vậy. Như vậy cháu mau cởi đôi giày ngoại này ra đi. Cháu không cởi. Cởi ra. Cháu không cởi. Cháu. Ông, cháu không cởi. Không cởi. Ta thật không hiểu. Cháu. Cháu nói xem, chiếc gót như vậy này đi trên đường có thoải mái không? Cháu đi như vậy còn ra thể thống gì?
Ông có biết hôm nay cháu đang gặp người ngoại quốc không? Người ngoại quốc đều đi như vậy. Cháu là người Trung Quốc. Cháu cởi ra cho ta. Cháu không cởi, ông cởi. Ông ơi, cháu không cởi. Đây là Liên gia tặng cho cháu. Cái gì? Liên nhị. Cháu thì cháu càng không thể nào lấy đồ của hắn. Cởi ra. Vì sao chứ? Chẳng vì sao cả. Cháu cởi ra cho ta. Cháu không cởi. Không cởi. Con bé ngốc của ta. Cho dù thế đạo có thay đổi thế nào, cho dù phong cách có biến đổi đến đâu, thân phận của hắn cũng không thể nào thay đổi được, không thể nào chối bỏ được. Liên nghị là ai chứ? Đường chủ của Thanh Bang đó. Không nói nó hợp hay không, chúng ta có động được vào hắn không? Hay là hắn ở bên cháu? Đó chỉ là chơi bời thôi. Sao chứ? Cháu thích, cháu thích đó. Cháu thích đó. Đứa khốn kiếp này. Đây là lời mà một cô nương như cháu nói được sao? Bọn cháu tự do yêu đương, không ai quản được. Cháu muốn ta tức chết sao? Cháu yêu, cháu còn yêu nữa hả? Ta Tổ tông ơi, ta đã làm chuyện có lỗi gì để mã lão gia chúng ta lại mất mặt thế này? Ông ơi, Tổ tông ơi, ông ơi, cháu ở đó cho ta. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi, thả cháu ra. Cháu có yêu hay không, ta không quản nữa. Cháu đó, cứ ở đó cho ta. Không, ông ơi, thả cháu ra. Ông ơi, ông ơi, thả cháu ra. Thả cháu ra. Thả cháu ra. Thả cháu ra. Anh tìm tôi à? Ngồi đi. Lão Mã Đầu đã tới tìm tôi, nói tình nhi bị Liên Nhị bắt cóc rồi, hại tôi tìm cả đêm. Từ khi nào cậu trở thành bạn của Liên Nhị vậy? Còn đưa hắn ta đến quán thịt dê nữa. Liên Nhị cũng là trẻ mồ côi, chúng tôi từ nhỏ đã quen biết rồi. Cậu biết bây giờ hắn là gì không? Đường chủ của Thanh Bang Kinh Thành Đường. Chuyện này tôi biết, cho nên tôi mới bảo hắn giúp chăm sóc ông Mã, chăm sóc lão Mã Đầu. Chỉ muốn chăm sóc Tinh Nhi mà thôi. Chuyện này cậu hãy tự đi giải quyết đi. Nói với Liên Nhị, đừng dụ dỗ Tinh Nhi nữa. Chuyện này tôi nói thế nào? Đó là chuyện của hai người họ. Cậu cũng không nghĩ xem hai người họ có thân phận gì à? Liên Nhị sao có thể nhìn trúng Tinh Nhi được? Ngoài háo sắc ra thì có thể còn mục đích gì khác chứ? Lão Mã Đầu và Tinh Nhi đều rất khó khăn. Dây vào Liên Nhị chỉ có thể là quà. Được rồi, vậy để tôi đi giải quyết chuyện này. Sao hả? Đây là cái gì vậy? Có phải thấy rất ngon không? Đắng vậy. Còn có thứ mà tiểu tử cậu không ăn được sao? Đợi sau khi kết thúc chuyện tiểu kha, chúng ta vừa hay có thể lợi dụng thân phận của hắn để xử lý bọn nhới trăng. Làm từng chuyện một đi. Đợi tôi đến Thượng Lâm Tiên Quán một chuyến, đừng để đến lúc đó bọn họ tìm được Phương Nhi, lộ ra sơ hở. Anh nói cho cậu biết cà phê uống thế nào. Lấy thìa, như vậy khuấy lên, sau đó có thể uống được rồi. Không đúng, không đúng. Người lần đầu tiên tiếp xúc với cà phê như cậu, cậu nhất định phải uống hết một hơi mới có thể cảm nhận được mỹ vị của nó. Cậu thử đi, rất ngon đó. Ngon không? Thank you.
không thấy ai để lại sao? Đặt trên bàn của tôi. Tôi hỏi rồi, không ai thấy ai vào phòng cả. Dương Diệt thôn Mã Tặc, lẽ nào là thôn Mã Tặc? 10 năm trước Dương Minh đưa chúng ta tới. Nếu thực sự như vậy, ý ông là ai về tới để báo thù sao? Nhưng hắn và Sùng Lệ Minh thân thiết như vậy, rõ ràng là người đang hỗ trợ Sùng Lệ Minh. Sùng Lệ Minh liệu không biết lai lịch của hắn sao? Nếu không biết thì tốt. Chỉ sợ Sùng Lệ Minh rõ ràng biết rõ lai lịch của hắn. Vì vậy, dựa vào một mẫu giấy vẫn không thể đoán mò được. Cho dù ai để lại mẫu giấy cũng không thể không có căn cứ. Chuyện này vẫn còn chưa rõ chân tướng, những người khác tạm thời chưa cần biết. Hai chúng ta điều tra rõ rồi nói. Được. Không được đi, không được đi. Anh lừa hết tiền tiết kiệm của chị. Đó là tiền chuột thân của chị đó. Tiểu Hồng, em hiểu lầm rồi. Cô còn dám kéo chân của tôi, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Em tận mắt thấy anh ta lấy tiền của chị mua trang sức cho nữ sinh. Cô nói láo, cô vẫn luôn nói láo. Tiểu Hồng, Lâm công tử, anh nói cho tôi biết, anh có nỗi khổ riêng đúng không? Trước đây anh nói số tiền đó là để đi miền Nam làm cách mạng. Anh không lừa tôi đúng không? Miền Nam gì chứ, cách mạng gì chứ? Cô bớt vô quan tôi đi, cô là đồ tiện nhân. Đúng là con điếm vô tình, diễn kịch vô nghĩa. Sao lại nói như vậy chứ? Đúng vậy, anh làm sao vậy? Lâm công tử, anh làm sao vậy? Bỏ tôi ra, anh nói đi, cô cút ra. Cứ phải đi theo tôi, có gì thì nói đi. Gia Gia, làm gì vậy? Anh còn không thoải mái với tôi một chút sao? Tôi có chút lo lắng. Sao vậy? Chuyện bắt Tiểu Kha, các anh em đều tốn rất nhiều sức lực. Đương nhiên tôi biết chứ, sao nào nhiều manh mối như vậy đều do mấy người chúng ta tìm ra. Nhưng mà Ngữ Sơ lại đưa Dương Chân tới bộ thống lĩnh nhà môn tìm Quế Trăng. Việc này các người cứ thích nghĩ linh tinh. Yên tâm đi, ai cuối cùng cũng có thể vào Diễm Thế Tiên. Quế Trăng không quyết định được, nhưng Ngữ Sơ là con gái của Dương Minh, lại là người của Triết Dược Dương gia. Anh đừng đoán linh tinh. Dương Chân và Ngữ Sơ đều là người của chúng ta, hiểu chưa? Đi. Bới Lật Gia, mời vào trong. Mời vào trong. Tôi vốn dĩ không quen của tiện nhân này. Các người đừng nghe cô ta nói linh tinh. Anh nói anh không quen tôi. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một món đồ chơi thôi. Ăn bám à, đúng vậy. Lừa người ta rồi cũng vậy, có còn là đàn ông không? Bởi Lạc Gia, Bởi Lạc Gia, anh tới rồi. Chính là hắn. Hắn đã lừa hết tiền của chị, bây giờ lại không thừa nhận. Thật quá đáng. Dạ, tôi muốn cắt đứt với cô ta. Cô ta cứ bám lấy tôi. Vậy anh tiêu tiền của cô ấy thì sao đây? Dạ, dạ, điều trách tiên gì nhìn lầm người. Hãy để anh ấy đi đi. Sao có thể để hắn đi chứ? Bây giờ hối hận rồi à? Bộ rồi. Tiền Nhi, Tiền Nhi, Tiền Nhi, cứu tôi với. Lần này thì biết rồi. Tiền Nhi, Tiền Nhi, cô cứu tôi được không? Vừa rồi là tôi có nỗi khổ riêng, tôi không muốn liên lụy đến cô. Tôi mới nói ra những lời tuyệt tình đó. Tôi quả thật muốn đi miền Nam, nhưng tôi không muốn liên lụy đến cô, không muốn liên lụy, cho nên tôi mới nói như vậy. Không quan tâm đến cảm nhận của cô. Thấy cô khóc, cô không biết tôi đau lòng thế nào đâu. Những điều anh nói đều là thật sao? Thật đó, thật đó, tất cả đều là thật. Cậu xin giúp tôi được không? Đừng để họ giết tôi. Cô đừng nghe hắn nói linh tinh nữa. Vừa nhìn là biết lừa cô. Dạ, đây là chuyện của tôi. Cô có thể đừng ngốc nữa được không? Cho dù tôi có ngốc thật, đó cũng là sự tự nguyện. Được chứ?